Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai hôm qua đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Dương Ngọc Huy, 23 tuổi trú tỉnh Đồng Nai, 20 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, Huy là nhân viên cũ của cửa hàng kinh doanh thuốc lá điện tử ở phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa. Do nghi ngờ hai vợ chồng chủ cửa hàng mà đối tượng đang làm việc theo dõi điện thoại và nói xấu mình, ngày 22 tháng 7 năm 2022, bị cáo đến nhà dùng dao đâm nhiều nhát vào hai vợ chồng. Nghe tiếng kêu cứu, một người khách mua hàng vào căn ngăn cũng bị đâm. Hậu quả người vợ bị thương tích 90%, người chồng bị thương tích 6% và người khách bị thương tích 47%.